Tâm càng tham nặng chừng nào thì càng nghèo chừng đấy à. Đó. Mà cái tâm tham nó đẩy mình đi đến cái chuyện mà mình phải đấu đá nhau, tranh giành, giật giành. Bữa đó những đứa coi cái công đoạn mà ta xử ở đâu Phú Yên miền ngoài. Người mẹ 92 tuổi cùng với đứa con trai tranh giành một thửa đất mà ra tòa 4 lần. Ra tòa 4 lần. 92 tuổi mà kiện cáo cùng với thằng con trai để giành một thửa đất mà ra tòa 4 lần. Chưa giải quyết được vấn đề. Khó giải quyết. Đúng không? Từ đâu mà ra? Tham. 92 tuổi rồi, sống nay chết mai mà bây giờ còn phải kiện với thằng con. Chắc vừa giành được miếng đất xong tối nay chết luôn. Thật sự quý vị, con nó đã là như vậy rồi. Người khôn ngoan nhất là người đừng bao giờ đấu tranh với nó nữa, mà hãy để cho nó mảnh đất nó đi. Nếu như cái người mà nghe đạo, tiếp nhận giáo dục rồi không ai đi làm chuyện dạy khờ này hết quý vị. Tại vì mình không có cái thửa đất đó mình sống được. Nhưng mà khi mình thắng được cái thửa đất đó, coi chừng mình chết. Chừng chết đó. Nên có những cái hơn thua kiện cáo với nhau. Có những cái bản thân chúng ta là người biết đạo, biết tu không cần thiết luôn. Vì mình tin vào nhân quả quý vị à. Tin vào nhân quả. Có khi mình thắng được mà chừng mình chết đó, chứ không phải chừng dẫn cho nghe quý vị. Tức lên. Đó. Nên cái tâm tham là cái nhân của nghèo nàn, khổ đau. Mà cái tâm tham lam của cải giành giật với người ta là cái quả báo của tam đồ. Nó còn quả báo của tam đồ nữa nghe. Chứ nó không phải chỉ có nghèo không đâu, mà nó còn cái quả báo của tam đồ ác đạo nữa đó. Ghê như vậy á. Nên á, mình thấy thế gian có nhiều cái câu chuyện mà mình học Phật, mình nhận thức rồi. Tự nhiên mình nhìn thấu buông xuống luôn. Nhìn thấu rõ ràng. Trời ơi, coi tới cái mà hết hồn. 92 tuổi mà kiện với thằng con trai mới ghê chứ. Mà mẹ con ruột quý vị ơi. Ghê chưa? Nên nếu như chúng ta mà nghe được Phật Pháp thì bản thân chúng ta mới nhìn thấu, mới biết được sự việc của nó là phước báo từ trong mạng. Nếu không là người ta nghĩ giành giật mới được đó quý vị. Không? Nghĩ là giành giật mới được, chứ đâu phải là cái chuyện mình không giành giật mà không được. 100% có phước thì có phần, không cần nó cũng đến. Còn nó đã không có phước phần, có giành giật được thì cũng bỏ mạng như chơi, đâu có xài được đâu. Đâu có xài được. Có những cái của cải bị giành được nhưng mà bị không bao giờ xài được. Quý vị đã không có cái phước xài, dù vô tay quý vị cũng không được nữa. Nhưng mà lạ thay, nghe từ cái tâm tham lam nặng nề, nghe quý vị giành giật được, quý vị sẽ gặp bệnh đau. Nó xả sập nhét, bệnh đau nó đến liền. Nó làm cho gia đình quý vị tan nhà mất mạng luôn. Còn thà không có tiền đó mà nó lại hạnh phúc. Nhưng mà nó có cái số tiền đó ra là nó có chuyện. Quý vị thấy có những gia đình đó, hồi lúc trước nghèo mà lại hạnh phúc. Nhưng mà từ khi chúng nắm giấy số, gia đình lại lạng hoạn, lộn xộn lu bu, thay vợ đổi chồng tùm lum tùm la, có không? Đó. Nên cái của cải phước từ trong mạng, nó đến từ tốn, nó đến đàng hoàng thì tức khắc nó đậu. Nhưng nó đến không phù hợp là nó không đậu, mà nó còn có chuyện xảy ra. Nên chúng ta mỗi một con người sống trong cuộc đời này biết an phận là hạnh phúc nhất. Cuộc đời con người biết an phận là hạnh phúc nhất. Nên bồi dưỡng hạnh phúc của quý vị à, nó mới đặc biệt. Như hồi sáng thì Đức nói một câu nói á, có rất là nhiều người làm cha làm mẹ quý vị ơi. Chúng ta cứ chờ chừng nào giàu mình mới có thể hạnh phúc. Chừng nào giàu đi rồi anh sẽ mua cho em nhiều thứ đồ. Chừng nào giàu đi rồi em sẽ mua cho anh nhiều thứ đồ ăn ngon. Lúc đó muốn ăn chơi gì ăn chơi, giàu đi họ tính. Tới khi có tiền rồi thì già chát. Tới khi có tiền thì già chát, bây giờ muốn ăn chơi gì cũng không được. Mà mua đồ bặn thì già chát rồi, bặn đồ gì bây giờ? Già hết xíu quách thì bặn gì giờ? Thì nghĩ đi. Còn trẻ thì còn có cơ tay đồ này kia, rồi bây giờ già rồi khô khan cằn cỗi, không lẽ mua bộ đồ xịn bặn vô? Nhìn nó vô duyên xấu xí.
hiểu không? Tại sao con người chúng ta không sống của ngày hôm nay, tự nhiên đi chờ một ngày nào đi chợ? Không lẽ bây giờ những ngày chúng ta sống đây á, kiếm tiền để tích trữ, rồi đến khi già hết xí quách rồi mới xài? Dạy ghê, bắt đầu dạy. Còn có những người không nghe đạo thì họ nói gì? Bây giờ còn khỏe, bây giờ phải ăn chơi, sau này già ăn chơi không được, thấy chưa? Nó, họ nghĩ như vậy cũng là họ cho rằng họ khôn, nhưng họ không ngờ khi họ còn trẻ họ xài hết phước, thì tới tuổi già của họ to họ te tua tả tơ, thấy chưa? Còn có những người thì nghĩ rằng bây giờ còn trẻ phải cố gắng già có tiền rồi lúc đó mới xài, cũng hoàn toàn thất bại luôn. Đúng là chỉ có học Phật là thông minh nhất. Không? Khi mình học Phật rồi mình có điều kiện, mình cũng có thể dùng cho bản thân mình được, và mình có thể dùng cho người ta được. Rồi mình vừa dùng được một phần nào, mình tạo ra phước báo. Từ nơi đó mà phước báo nó đẩy lùi lại, khi mình lớn tuổi mình già mình vẫn có phước, mọi mặt nó được hết trơn luôn, đúng không? Ví dụ như bây giờ đi, phước báo mình lớn quá, mình ngoài đời phước báo mình lớn quá, đúng không? Mình cũng có thể làm nhiều việc thiện việc tốt, nhưng bản thân mình cũng cảm thọ được một chút. Cảm thọ cái gì? Điều kiện mình đầy đủ quá, đúng không? Có chiếc xe mới ra đẹp, mua chiếc xe chạy chơi được không? Tại vì sao? Vì tôi làm được việc nhiều người, tôi cũng cảm thọ được cái việc đây là như thế nào, để bản thân tôi nhìn nhận được nó như thế nào, để rồi cuối cùng chúng ta nhìn thấu nó rồi buông xuống, đúng không? Nên từ nơi đó mà bản thân phải nhận thức được sâu sắc vậy kìa, thì sống trong cuộc đời này người ta mới thấy mình đặc biệt. Vừa sống tốt được, sống tuyệt vời được, mà cuộc sống lại ổn định đầy đủ, mọi mặt nó đều đặc biệt vô cùng, nó cân bằng ra quý vị, nó cân bằng. Chứ không phải là bản thân của chúng ta tự nhiên đi làm việc thiện, việc này, việc kia, còn bản thân mình khổ te tua. Phải kham khổ để sau này mới có phước báo. Thì cái cuộc sống hiện đại này người ta không nhìn mình, nó thôi mày chơi kiểu này tao không chơi theo. Chơi như mày gì đâu mà đem của cải tự nhiên. Mày đi làm việc thiện, việc tốt hết trơn, còn riêng bản thân mày thì te tua, tả tơ, khổ đau. Vợ chồng mày bận đồ rách rưới, thôi cái trò này tao không chơi rồi đó. Khôn cái gì không biết, cho tao thấy mày không khôn rồi. Thế gian người ta không tiếp nhận mình, quý vị. Nên bản thân của chúng ta dù có điều kiện mà bản thân mình cũng dùng cho mình được một phần, mình cân bằng ra để mình dùng. Như vậy thì cái cuộc sống thời đại nó mới tiếp nhận quý vị. Cuộc sống thời đại mới tiếp nhận quý vị. Giống như có cái ông này, cái thời cuộc ông biết tu quý vị. Ông tu hành, cư sĩ ông giàu dữ lắm, cực kỳ giàu luôn. Tự nhiên ông đem của cải của ông để lên chiếc thuyền, rồi ông thiết kế chiếc thuyền là nó ra tới giữa biển á. Ông đẩy ra giữa biển, giữa biển là tự nhiên sóng nó dập, là tự nhiên cái đáy thuyền nó sẽ bể ra, và của cải vàng bạc châu báu của ông sẽ bị chìm xuống đáy biển hết. Rồi khi ông làm việc đó xong rồi, quý vị biết rằng á, ông á làm cái nghề gì phải không? Đang dài cỏ, bán sống qua ngày. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng công đoạn này nói rằng tâm của ông không phải Bồ Tát mà A-la-hán, tự độ. Sau này ông niệm Phật thì ông cũng giảng sanh, nhưng thị hiện trong thời cuộc đó thì chắc chắn nó phải có vấn đề. Thời cuộc đó ông thị hiện vậy thì chắc chắn có vấn đề. Nếu như mà bây giờ cuộc đời những đức mà giàu đến mức vậy, như đức đem tiền của những đức làm từ thiện cho nó ngon, đi đem ra biển đổ chi uổng. Quý vị, dù quý vị có cho những cái người ăn uống cái cuộc sống của họ, quý vị cho người nghèo họ chưa biết tu, cũng là một cái tâm bố thí. Chỉ cần niệm niệm gì người thì gọi là phát tâm Bồ Tát. Mỗi một Phật Bồ Tát đi đến thế gian này độ sanh, nó nhìn thời cuộc mà để mà phù hợp, để hướng dẫn người ta cảm thấy cái thời đại mà những đức hướng dẫn kiểu này ai mà không chấp nhận. Tôi cũng được hưởng thì tôi biết chia cho người ta, thì tự nhiên tôi chia cho người ta thì tôi sẽ có hưởng hoài, đúng không quý vị? Bây giờ tôi rất là tham, tôi rất là ích kỷ, nhưng mà bây giờ tôi phải làm sao ích kỷ mà bản thân tôi có hoài vậy thì làm sao? Tôi xài cho tôi và tôi xài cho người ta,
để bản thân nó quy về tôi, để tiếp tục tôi có tôi xài hoài, tôi vẫn ích kỷ, nhưng tôi nghĩ vậy đó. Nghe không? Rồi từ từ tôi hiểu ra tôi mới phát tâm Bồ Tát được. Thời cuộc tự nhiên quý vị đưa ra tư tưởng nó rất là phù hợp. Nó nên á, quý vị nghe gì rồi á, thì tự nhiên con người mình á biết sống an phận và giảm tối đa cái lòng tham. Cái lòng tham ngay cái chỗ mà tổn phước vô duyên là ngay chỗ này nè. Nói câu tổn phước vô duyên á, tự nhiên nhà của mình nghèo sơ, nghèo sát, nhà nghèo vô cùng, chỉ có gạo nấu ăn thôi. Nhưng mà ở kế bên nhà có cái biệt thự to, thiệt là to. Nhà mình ở dưới nhỏ xíu, nhà kế bên là căn biệt thự thiệt là to. Hiểu không? Mỗi ngày mình ngồi ở dưới mình nhìn lên căn biệt thự, mình nói rằng nó giàu thấy ham. Thứ gì đâu, ác nhân sát đức mà nó giàu chứ mà giàu dữ. Thấy không, chờ cũng nịnh người giàu á. Giàu vậy đó, nó ác vậy đó mà nó mới nghe nói mới trúng số. Chắc tao nghĩ cái nhà này chắc nó không có tồn tại bao lâu đâu. Chết bây giờ đấy nè, chết bây giờ đấy. Mà nó nghèo vô duyên mình nói chuyện tầm bậy tầm bạ. Tại sao mình không cảm thọ? Nó nhà biệt thự to kệ nó, nhà nó đóng cửa. Rồi thêm cái nữa là gì? Hàng rào dày thòn, cao ngồng. Nhìn cái nhà đó cho tao, tao cũng không ở. Cho tao, tao cũng không ở nữa. Cái nhà của tao nè, mày coi nè, không cần nuôi con chó gì mà công phiền phức. Có gì đâu nuôi chó. Nhà nó nuôi mấy chó bẹt đi, tự bự và bá, nhìn thấy ghê. Lỡ nhà sợ muốn chết. Kệ nó đi. Nhà mình mới ngon đó em. Nhà mình em thấy không, từ ngoài vô trong, từ trong ra ngoài sạch bóng, không có đồ đạc gì hết trơn. Không cần nuôi chó giữ nhà, cũng không cần phá cửa. Tối hai vợ chồng ngủ gái khò khò. Không lẽ nó ghinh anh hay ghinh em đi sao sợ. Mình đây mới là cái lối sống lý thú của đời người. Em biết ở ngày xưa không, có nhiều người người ta giàu mà ta vô trong rừng sâu núi thẳm ta ẩn cư, sống như ngày tháng không có hơn thua đấu đá. Mình nè, vợ chồng mình mới hạnh phúc đó em à. Đó, vậy tại sao không cảm thọ được cái lối sống của quý vị mà quý vị đi nhìn người ta làm chi à? Có khi trong cái căn biệt thự của người ta, người ta cũng đang khổ quá chồng đó. Mình chỉ nhìn cái bên ngoài mà mình nói người ta là ngon để mình chảy nước miếng, để mình khổ. Tại sao bản thân mình không cảm nhận cái mà bản thân mình đang có đi? Nó thì tự nhiên người ta cũng thấy ngưỡng mộ mình. Một ngày nào cái thằng nhà biệt thự to nó xuống nó gặp mình, nó hỏi mình, nó hỏi ủa hai vợ chồng nghèo gì mà sao thấy vui vậy? Mình nói ôi nghèo nó mới vui chứ giàu vui cái gì. Tại tôi không muốn giàu thôi. Nó, tôi nè, nếu tôi muốn giàu thì tôi thường cầu may mua giấy số để coi chúng để giàu. Tôi nói thiệt với anh, từ đó tôi không bao giờ mua tấm giấy số. Tại vì sao? Tôi sợ giàu lắm. Nói cái chậm chẹ ba lá hẹ. Tôi sợ giàu lắm. Tại vì tôi muốn vợ chồng tôi không có chia rẽ, sống bình yên những ngày tháng đạm bạc nhưng mà có tình nghĩa mặn nồng. Tôi sợ giàu ở đây tôi đổi tính tình, tôi cưới vợ thứ hai. Tôi thương vợ tôi lắm nên tôi không muốn có vợ thứ hai thứ ba. Nên tôi chưa bao giờ mua giấy số thì tôi sợ trúng số lắm. Tôi sợ trúng số đây, nhà nuôi thêm mấy con chó bẹt rê nó sợ lắm. Hiểu không? Cái cảm thọ là chính bản thân chúng ta trong hoàn cảnh nào cảm thọ được hoàn cảnh đấy. Hiểu chưa? Đó. Người ta có xe hơi tôi đi xe hơi, mình có xe đa mình đi xe đa, mình có xe đạp mình đi xe đạp. Cái cảm giác của chúng ta là miễn làm sao chúng ta cảm thấy nó vui. Xe đạp mình chở vợ mình à ạch mình chạy được không? Đúng không? Cái tình nghĩa đó có khi nó còn mặn nồng nữa. Có khi mà leo chiếc xe hơi đi cái vèo là xong. Những người nào nhà giàu mua thêm chiếc xe đạp. Nếu mà gia đình mà ba người thì mua xe đạp mà cái xe, cái loại mà xe đi ba người đó, chồng chạy, vợ chạy, con chạy, để làm chi? Ba người cùng chạy dạy nhau cái gì? Là gia đình ta ba người bốn người, nhưng gia đình ta phải đoàn kết chung tay
đúng không? Buổi sáng gì đó mình đường xá mà chỗ nào trống trống đó, mình lôi xe đạp ra, hai vợ chồng mình với đứa con chạy dù vô chơi vậy được không? Cái cảm giác đó, cảm giác nhân sinh đó quý vị, hiểu không? Có những lúc mình cũng có xe hơi, có những lúc có xe đạp, cuộc sống vậy quý vị quá tuyệt vời rồi đó, nên mọi người phải nhận thức. Còn mình muốn đi đâu xa mình kêu taxi chở anh đi lại chỗ đó em à. Nói ủa đi ra là mất công tốn tiền bạc đồ này kia, thôi tôi đi vậy cho nó ngồi, nó tôi ngồi nó chở tôi, nó chở tôi vừa ngồi tôi vừa ngắm cảnh này kia, chứ chạy xe mà ngắm bậy bạ té thấy mồ, không thích mua xe. quý vị coi nè, ai mà chở xe quý vị, những đức nó bảo đảm cái người chở xe mệt mỏi hơn cái người ngồi trên xe. Ngồi trên xe thích lắm quý vị, mình ngồi mình ngắm cảnh này kia chơi, hoặc buồn ngủ mình ngủ giấc cũng được nè. Còn người chạy xe đâu có dám ngủ, ngắm cảnh cũng không dám nữa. Nên khi bị chạy xe vì sẽ có cảm nhận, vì ngồi xe vì sẽ có cảm nhận. Nên trong cái cuộc sống á, giàu và nghèo á, nó đều có cái cảm thọ nằm trong đó, quý vị nên cảm nhận đi. Đúng không? Có cái ông này ông cưới con vợ, mà con vợ ông xấu thiệt là xấu. Ông là ông than thở, những đức nói thầy, cái số phận của con gì đâu, coi cũng được trai mà cứ vợ xấu quá thầy ơi. Thấy không? Nó không có nói chuyện, không có ngọt ngào, thêm cái lùn quá. Xong những đức nói ông không có biết chăn quý cái món quà mà chờ ban tao. Ông nghe cái ông hết hồn. Nói chà chà, thầy ơi thầy, vợ con nói xấu mà chờ ban vậy đó hả thầy? Những đức nói ông chỉ cần khám phá cho nó kỹ lưỡng đàng hoàng thì ông biết á, tuy ngoại hình thì xấu nhưng nó có những cái đặc biệt. Ông chưa có hiểu được cái nguyên lý của nó. Có những người ông nhìn thấy nó bóng bẩy, nó đẹp, nó cao ráo, nhưng mà cái hình thức bên ngoài, nhưng mà có khi cái bên trong của nó thì không còn cái gì nữa hết trơn á. Nhưng có khi vợ của ông lùn xấu, nhưng mà ông đem về là thật sự, mà thật sự là cái bánh này là cái bánh mới ra lò. Tại sao ông không cảm thọ điều đó? Hiểu không? Tại vì cái bánh thơm quá nên nhiều người lại ngửi, mỗi người ngửi và thử hết trơn rồi. Tới ông thì cái bánh này nó chày chụa te tua. Không lẽ ông chỉ thích cái ngoại hình bên ngoài mà ông không nhìn được cái bên trong? Như đứa hỏi ông cưới vợ về, ông thấy vợ ông còn đàng hoàng không? Ông nói vợ con thì xịn đó thầy. À vậy thì được rồi, tại sao ông cảm nhận điều đó? Ông chỉ nhìn cái ngoại hình bên ngoài mà ông quên đi cái thật chất bên trong của nó. Bây giờ tôi hỏi ông, một cái người thiệt là xấu nhưng mà nó không ung thư, và một người thiệt là đẹp nhưng nó bị ung thư, ông chọn người nào? Ông chọn người xấu. Vậy ông chọn vợ ông là được rồi đó. Nói điều này không phải là để cho cái người mà có vợ đẹp lại phế người ta ra, nhưng mà tại vì cái ông này vợ ông xấu, ông gặp mình ông hỏi thì mình phải nói điều này với ông nghe như vậy đó. Ông nên chấp nhận đi, tự nhiên ông sống tự nhiên tốt mà, sống tự nhiên tốt mà, thấy không? Rồi sau này lỡ mình có chồng mà chồng mình xấu quá mình nên cảm thọ. Tuy nó xấu nhưng mà nó không biết cái chuyện này chuyện kia lạng quạng bên ngoài. Nhiều thằng đẹp trai mình lo thấy mồ. Chồng mình nó đẹp trai quá, bây giờ nó đi đâu mình cũng sợ. Nó chuyện ngon lành thì mình cũng lo. Còn cái thằng mà hù khờ biết nói gì nhiều thì mình yên tâm, thả đâu cũng không ai dắt. Nó cũng lon ton về nhà thấy yên tâm không? Người ta nói củi tre mà dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Thật sự mà cũng không ai muốn cái xấu, nhưng mà chờ cho của nào thì hưởng của nấy đi bạn. Đúng không? Cái đặc biệt của bạn là bạn có cảm giác và hạnh phúc sống với nhau bằng một cái tình con người đến với con người với nhau. Đây mới là thật sự hạnh phúc. Còn nếu như mà dù cho đã không biết đủ rồi, dù có hoa hậu đi chăng nữa cũng đi tìm cái khác à. Nó không biết đủ mà sao mà hạnh phúc được quý vị. Nên cái lòng tham nó đi đến nghèo nàn, mà tham là thâm. Có cái ông này có một vợ mà ông muốn có thêm vợ thứ hai,
Cuối cùng ông bo, ông mắc luôn cái vợ đầu tiên. Bản thân ông trở thành kẻ cô đơn. Đúng rõ ràng tham là thâm. Nhớ không? Có cái bà này bà có 3 tỷ bạc. Bà có 3 tỷ bạc, bà nói rằng bây giờ bà muốn 3 tỷ bạc này phải còn hoài. Và mỗi tháng phải có tiền xài mà không cần xài 3 tỷ. Cuối cùng bà đem 3 tỷ bà đi cho người ta mượn để bà lấy tiền lời. 3 tháng đầu nó trả tiền lời. Tháng thứ tư nó lấy vốn lời nó chốt mất tiêu. Mất luôn 3 tỷ. Trời ơi. Đúng rõ ràng tham là thâm. Tiền trong tay mình là tiền của mình, tiền đưa cho người ta là tiền của người ta. Khôn nhất là cầm 3 tỷ xài lại gai cả đời nữa cũng chưa hết. Thấy không quý vị? Lấy gai thôi. Chắc ăn không? Nó nên có những người giàu mà lại bị mắc luôn cái vốn đó quý vị. Là không khéo. Đúng không? Đó, nên từ nơi đó cái người tham là nó đi vào cái nghèo nàn. Nó mấy đứa nhỏ nghe nghe các con. Sau này mà anh chị đồ mà nó giành giật của cải anh lấy đi. Lấy đi được rồi. Em có phước thì em có phần, thầy dạy em nghe lời. Em có giành giật với anh em chị em chi mất công người ta cười chê. Cái đạo đức làm người mà anh chị em mà cũng giành giật của cải thì người ta cười chê mình lắm. Mọi người ta rất cười chê mình nghe không? À, mình có phước mình có phần yên tâm đi. Nghèo nhưng hạnh phúc còn hơn giàu mà đấu đá nhau nữa. Tham đó. Sân hận. Sân hận chịu quả báo gì? Sân hận là địa ngục. Khổ đau. Vì sao mà sân hận là địa ngục? Vì khi mình sân hận là nó đánh đập. Sân hận lên là phải đánh đập và chửi mắng, la gầy. Thì trong địa ngục là toàn là đâm chém chặt giết tối ngày sáng đêm. Mà tại sao đọa trong địa ngục mà lâu như vậy mà không ra? Vì mình vừa bị giết đi nên tâm sân hận nó nổi lên. Mình vừa bị giết đi tâm sân hận nó nổi lên. Cái tâm sân hận nó cứ nổi hoài lên là cái nhân địa của địa ngục. Nên nó cứ nổi hoài. Nên ngày Địa Tạng Bồ Tát ngày đến ngày giảng. Giảng xong nhưng nó không quá giải được cái tâm sân hận. Nên nó không thoát địa ngục. Chừng nào mà người nào mà buông cái tâm sân hận là tức khắc thoát địa ngục liền. Nên từ nơi đó cái tâm sân hận là quả báo của địa ngục. Và ở cái cõi đời này cái tâm sân hận là quả báo của bệnh đau. Xấu xí. Nó khi mỗi người ngồi trong đây nè. Bình thường quý vị cười quý vị sẽ rất dễ thương. Nhưng quý vị chỉ cần ghen chồng quý vị sân hận quý vị tức tối lên nhìn quý vị như con quỷ vậy đó. Cho quý vị biết đấy. Bữa đó mà coi công đoạn kìa. Cái người chồng có vợ bé. Cái người vợ đánh ghen kêu thêm hai thằng. Chặn cái đầu xe lại. Ngồi trong chiếc xe hơi nó lấy cái mũ bảo hiểm nó đập vô kiến. Cuối cùng con nhỏ kia vừa mở cửa ra nó bay vô nó quýnh nhỏ kia lột áo nhỏ kia luôn. Bao nhiêu người xung quanh đường bu lại coi chơi không ai nhào vô hết. Chúng ta suy nghĩ một ngày nào nếu chúng ta bị vậy thì sẽ như thế nào. Con người sống trong cuộc đời này có những cái bản thân chúng ta cũng phải có cái gì tập thể chứ quý vị. Chuyện đâu còn có đó nhờ pháp luật giải quyết chứ sao mà đánh đập người ta. Giữa đường giữa xá tuột áo tuột quần người ta thấy ghê. Mà con vợ nó ghen lên nó quýnh thấy ghê trời trời. Nên tôi khuyên những người đừng bao giờ đi lấy chồng người ta mà bị đánh ghen. Gia đình mình dòng họ mình mắc cỡ dữ lắm quý vị ơi. Nó đánh giả mang, nó đánh tá lả âm binh. Nó quýnh mà xung quanh bao giây là đứng coi chơi. Quýnh như xã hội đen. Thằng chồng bay ra hai cái thằng kia kè thằng chồng ngang. Đè thằng chồng xuống tuột áo thằng chồng luôn. Quýnh thằng chồng luôn. Quýnh con nhỏ nó quýnh luôn thằng chồng. Đưa vào trong cái nơi mà bên công an. Vô đó người dân bu xung quanh hàng rào leo lên coi. Tao là tao. Phải chỉ nghe tôi giảng pháp còn ngon hơn đi coi đó nữa. Ghê gớm thiệt. Đó. Săn hẳn ghê chưa. Mà lúc đó mà quay lại nhìn cái mặt mình thấy ghê lắm. Lúc bình thường mình anh em. Mà lúc săn hẳn lên lúc đó quay phim lên phải thấy ghê không. Hiểu chưa? Nó, đó là quả báo của xấu xí ở cõi đời này. Cái người mà sân hận nó sẽ tự nhiên xấu xí dữ lắm. Nó xấu xí dữ lắm. Con mắt nó lòi ra. Cái miệng nó nhọn quét nè. Nhọn quét. Thêm cái nữa là cái gì? Quý vị sẽ dễ bị tai biến. Cái người sân hận rất dễ bị tai biến. Quý vị sân hận quý vị thấy không?
môi giật 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 thấy chưa, nó sang hạn gò tay mình, tay mình khi mình bực mình tức gì mình run vậy nè. Không, còn có những người mà tức cái gì mà sợ gì cái gì à, ép tim ép tim, thấy chưa, ghê chưa. Sang hẳn là dễ bị tai biến, rồi máu mình nó tăng lên, huyết áp cao. Nên người sang hẳn là phá hoại cơ thể của mình, làm cho cơ thể mình bệnh đau rất là nhiều và tàn phá cơ thể của mình mau già. Người sang hẳn là người rất mau già. Và người sang hẳn là người đoạn duyên đoạn phước. Cái người sang hẳn ít có ai mà thích người này nên duyên người này rất là kém. Đó, nên quý vị nghe những đức giảng cái điều này, quý vị cỡ mở tâm tư ra bằng phương pháp niệm Phật và vui vẻ thì tự nhiên quý vị sẽ có duyên phước rất là lớn. Đúng không? Ví dụ như giờ chồng mình đi làm về nó mệt rồi, nó vừa về tới nhà nó nghe mình ở trong nhà mình đập đồ rầm rầm rầm, mình chửi con cái tùm lum, nó vừa về tới nhà nó quay xe lại chạy cái dù cầm đi ra ngoài trước đường, nó gọi bạn ơi, bạn có rảnh không, cái gì vậy bạn, qua bên cái quán bia này ngồi uống vài ly chơi. Ôi đi làm gì, về nhà đi. Không, tao về nhà tao mệt quá, tao vừa về tới cổng nhà định vô nhà mà nghe vợ tao nói chửi con cái sùm, tao vô tao sợ nó liện chúng tao, tao đi nhậu luôn. Nên người ta không về nhà là do cái hành động của một người đàn bà ở nhà không được vui vẻ an lạc. Hiểu chưa? Nhận Đức nói vậy nghe, nếu như Nhận Đức mà đi về chùa mà lúc nào về chùa là chữ sùm là không ai muốn Nhận Đức về chùa. Đố Phật tử đi về đây, đi ngồi đây. Thứ bảy người ta đi chơi chứ vô đây để làm chi mà phiền não. Đi vô đây tuần nào cũng nghe ông thầy ông chữ, không vô làm gì. Nghĩ vô, nên người ta vô đây người ta vui, người ta mới vô đông gì. Đúng không quý vị? Hiểu không? Nên người đàn bà mà muốn cho chồng đi làm mà về liền là người đàn bà đó khéo hay không khéo là do quý vị đó. Vừa thấy cái hơ mà chồng đi về thôi, mở cửa chồng quát ra. Nên em nói cho anh biết nghe, không có anh ở nhà em đóng cửa kín mít luôn, không bao giờ dám ngó nhìn một thằng nào đi qua đường. Em chỉ ngó thầy thôi. Nghe thầy giảng pháp thôi, đóng cửa kín mít luôn. Ai mà kêu cửa là em hỏi ai vậy? Em nghe tới người lạ em nói chồng đi vánh rồi. Không dám mở cửa đâu, đúng không? Đó. Nhưng mà nghe tiếng xe của anh thôi là em biết anh về rồi. Mở cửa ra. Ô vô đi anh, vô nhà đi anh. Thay đồ đi, để em giặt đồ cho. Em dọn đồ ăn sẵn rồi đó. Ăn đi anh, ăn đi. Cầm cái quạt 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 quạt. Dù là bây giờ có máy lạnh, có quạt gió, nhưng mình cầm cái quạt 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 vài cái anh. Trời ơi, người ta mê lắm quý vị. Ô, mê lắm. Hiểu chưa? Đó là phương pháp mà chồng đi làm tranh thủ về nhà để gặp vợ. Vợ mình là số 1. Hiểu không? Mỗi lần mà chồng mà sang hạng lên, cái phương pháp của mấy bà là phương pháp số 1. Mấy bà là cao thủ. Mấy bà phải làm sao? Khi mà chồng mà nhậu vô cái này kia, lúc mà bạn bè về nhà nhậu nhẹt nghe, anh em làm mồi chứ anh, em làm mồi hết cho, làm mồi. Nhưng mà khi mà nhậu nhẹt lạng quạng rồi, bữa sau tỉnh táo, lúc đó mình mới đè đầu cỡ cổ nó lại được. Tại vì sao? Lúc đó mình mới nói anh phải gì nè, bạn bè về nhà nhưng anh phải biết em cũng cực lắm, làm mồi màng đồ cho anh, nhưng mà anh phải khéo léo, cỡ nào thì cũng vợ của mình, đừng có để vợ mình mệt quá rồi nó bệnh đau, rồi anh phải mua thuốc cho nó uống, cực lắm, tốn tiền bạc tùm lum. Em sẽ nhiệt tình nhưng mà anh phải nhớ là em là của anh nên anh phải thương em, thì để em có sức khỏe để mà phục vụ cho anh. Chứ anh thì sao mà anh cứ để em phục vụ cho tùm lum ngừng chi nhiều quá vậy. Anh phải khéo léo nghe chưa, mai mốt gũ á, lựa thằng nào đàng hoàng thì gũ gì. Anh biết cái bữa đó có cái thằng đó nó lỡ nó nhìn em á. Thấy chưa? Đó, em thấy là bạn đó không có tốt đó. Anh nhìn em chăn chăn à, em chạy vô phòng, em đóng cửa lại luôn. Em không? Nên gia đình mình làm ăn kinh doanh á,
ở trực diện trong nhà tuyệt đối không có mướn chay trẻ vô nhà làm. Thằng nào mà vô mà mặt mày láo liên hoặc là nói chuyện có duyên dáng đẹp quá, không có mướn thằng này. Tại mình mướn thằng này có khi nó cua vợ mình sao? Đây là ngày Chu Quan Sĩ ngày dạy rõ ràng đó, hiểu chưa? Khi mà cái giao cho cái người mà đứng sổ sách tuyệt đối, một là mình phải khéo léo, không được mình thê cái người nữ quá đẹp làm thư ký riêng. Hai là không được người đàn ông làm việc mà người đàn ông đó quá đẹp, nhạy bén mà làm việc ở trong nhà mình lâu. Vì hai thành phần này không khéo, chồng sẽ dính người phụ nữ khác và vợ sẽ dính người đàn ông khác khi không có chúng ta ở nhà. Khéo léo chỗ này á nghe. Đó, đó là ngày Chu Quan Sĩ ngày dạy rất rõ ràng mà. Nên cái tâm sân hận nó sẽ đoạn phước đoạn duyên và quả báo là địa ngục. Mấy đứa nhỏ nghe rõ ràng nghe các con. Các con mà muốn đẹp là các con phải vui vẻ quan hỷ. Bây giờ các con nghe những đức giảng nghe. Sau này cuộc đời của con khi gặp bất cứ sự cố gì, các con đừng có bao giờ thất vọng vì ai hết trơn á. Các con hãy đặt vấn đề các con là quan trọng. Còn mỗi một con người lớn, người ta có góc độ nhìn của người ta như cha mẹ cái gì không phải. Các con không có được thất vọng người ta mà bỏ đạo. Đừng có đặt vấn đề rằng là cha mẹ tôi học đạo mà bây giờ cha mẹ tôi như vậy tôi học đạo làm gì. Vậy mỗi người có góc độ để mà phát huy chính bản thân của mình, hiểu chưa? Chứ đừng có bao giờ mà mình vì ai mà mình nói rằng tôi thất vọng ai hết trơn á. Trong cuộc đời này ai cũng có cái nghĩ của người ta. Mình đặt vấn đề để mình thất vọng người ta để tạo áp lực cho mình. Vậy đừng có như vậy. Như vậy làm chi, hiểu chưa? Rồi cuộc đời các con đừng có bao giờ bị một cái dấu ấn gì trong cuộc đời khổ đau mà mang cả đời khổ. Đừng bao giờ vậy. Cuộc đời chúng ta không ngu dại gì đi như vậy đâu. Có một cái cô bé này lúc 4 tuổi thôi, bị cha dượng hại đời, bị thêm thằng anh thứ hai xử lý. Cô chịu mấy chục năm cuộc đời cô khổ te tua tả tơi, cô gặp những đức một phát, từ đó sao hết khổ luôn. Ghê chưa? Nhưng Đức nói rằng là bao nhiêu năm nay cô khổ, cô được cái gì? Cô được lợi ích gì? Cô đừng nên khổ gì trơn á. Cái những chuyện đã qua cho nó qua đi. Đó là một cọng rác để lên một dòng sông, nhờ dòng sông thả trôi đi đi. Đã trôi đi rồi mà cô còn muốn lượm cọng rác đó lại hả? Đừng nghĩ cọng rác đó nữa. Hãy để cho nó qua đi. Cuộc đời nên bắt đầu lại từ ngày hôm nay. Không, đặc biệt vô cùng chưa? Nên tất cả các con còn nhỏ tuyệt đối cha mẹ cái gì là chuyện của cha mẹ. Còn các con phải hướng đến con đường tốt đẹp. Các con phải gầy dựng chính mình đặc biệt. Mỗi một con người có cái nhân duyên quả báo của người ta. Riêng bản thân chúng ta phải gầy dựng cái nhân quả của mình cho đặc biệt. Đó mới là người khôn nghe không. Nên ai mà nghe những đức giảng mà nếu người đó lãnh ngộ được thật sự thì quý vị sẽ là một con người tuyệt vời trong cái cuộc đời này luôn. Rất tuyệt vời. Trong mọi hoàn cảnh bị sống rất đặc biệt luôn. Rất tuyệt vời. Hiểu không? Nói trời ơi, nghe gì đó mà mỗi tuần thứ bảy nó cần nghe không? Sao mà không cần được? Đúng không? Phải cần chứ à. Nó, nên từ nơi đó, thí dụ như đi, nhiều đứa nhỏ khắp nơi nơi đi, mình nhìn thấy cha mình á, cuộc đời của ông là mấy vợ luôn. Rồi mình quan sát cha mình khổ thế ghê. Mấy vợ. Ông làm cực khổ, đem tiền cho đứa này ăn, đứa kia ăn, đứa nọ ăn. Ông khổ, ông còng lưng, ông có đường gì. Rồi cuối cùng ông bệnh te tua tả tơ, khổ thế ghê. Thì bản thân của mình đừng học cha mình sau này nhiều vợ. Mà mình quỳ trước Phật mà nói rằng cuộc đời của con mong rằng cái quả báo nó không kéo tới đời con. Tới đời con cái việc mà mấy vợ của đời cha con là tuyệt đối cắt đứt. Con chỉ là nếu có duyên nợ chỉ có một vợ một chồng vậy đó. Đó mới là người khôn ngoan học tập nghe. Còn mình thí dụ như mình nhìn thấy cha mình quýnh mẹ mình te tua tả tơ, mình nói trong lòng mình tuyệt đối con không học cha điều này. Sau này con có nhậu đi chăng nữa tuyệt đối con không bao giờ đánh vợ, tại vì con không học cha điều này. Vì cái này là cha làm điều này con thấy không phù hợp nên bản thân con không làm điều này giống cha. Còn mình là con trai bây giờ mình thấy cha mình hút thuốc răng vàng khè, lỡ nói chuyện hôi rình, bản thân chúng ta cảm thọ được điều này rồi chúng ta nói tuyệt đối con không hút thuốc.
Vì không hút thuốc giữ được răng trắng kẹo, nói chuyện không nghe mùi. Đó là sự tự tin của con người sống trong cuộc đời này. Hay học được không? Quá đặc biệt rồi. Ví dụ như mẹ mình lang thang cái này kia đồ, ông này ông nọ tùm lum, bản thân tới đời chúng ta phải gây dựng lại, tuyệt đối không nhìn giống mẹ. Mẹ sao kệ mẹ, còn việc của con phải nghiêm túc đàng hoàng. Đó là cái góc độ của bản thân mình, là biết nuôi thiện duyên cho mình, không học theo. Còn ví dụ như những kẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ từ nhỏ, tuyệt đối không mang tâm hận cha mẹ. Vì cỡ nào chúng ta cũng cảm ơn mẹ mình đã để mình trong bụng 9 tháng 10 ngày. Nếu như mẹ không cần mình đã giết mình không còn ngày hôm nay. Nên tuyệt đối chúng ta không bao giờ mang cái tâm oán hận. Vì mang tâm oán hận sẽ đoạn duyên phước của các cháu. Nên các cháu mang tâm sân hận oán hận là không có tốt đẹp gì. Nên phải đoạn bỏ cái tâm này thì phước báo các con mới tốt đẹp, các con mới có hạnh phúc. Tham sân mà giải quyết được thì ngu si làm gì có. Còn tham sân mà đã nặng nề thì ngu si là chắc chắn luôn. Nhận thức nghe. Tham sân si mà đoạn được thì như thế nào? Thì chúng ta trước nhất là tham không có là giàu sang, sân hẳn không có là đẹp, ngu si không có thì con người mình trí tuệ. Quá đặc biệt đúng không? Còn ba cái này mà dính vào thì quả báo gì? Tham lam là ngạ quỷ, sân hận là địa ngục, ngu si là súc sanh. Quả báo là ba điểm đó đó. Mà hiện đời cái người tham sân si là không được kết quả gì cả. Người này sẽ không bao giờ thành đạt trong sự nghiệp. Dù có thành đạt cũng là cái phước thừa của những đời trước trở lại, nhưng mà nó giảm tối đa và đời không được giàu bao nhiêu thời gian, và cuối cùng trở lại rất là nghèo và khổ. Nên chúng ta càng nghe chỗ này gọi là lớp nhân sinh của chúng ta lại đưa Phật Pháp vào nói về nhân quả cho con người ta nghe. Nha. Buổi học tập nghe tuy là nó có chỉ 35-40 phút nhưng nó trọng lượng lắm á, nó thiệt. Người cần phải đi đến đây mỗi tuần thứ bảy để được nghe. Những đức nói nghe kiểu này là vợ chồng chắc chắn hạnh phúc. Tin nhân quả ơi, hạnh phúc chứ làm sao. Nó nên á quý vị ơi, chúng ta được thân người gặp Phật Pháp là mừng lắm rồi, hiểu không? Và tuần nào cũng về đây mà ít gì cũng nghe được gì và cười được chút. Cười là thấy ngon rồi đúng không? Nó có cái cô kia nghe, cô nói rằng thầy ơi, cuộc đời của con lâu rồi không biết cười là gì. Nó hỏi gì bà không cười bà làm gì? Nó ưa hỏi những câu hỏi nó lạ lắm. Bà không cười bà làm gì? Dạ con chỉ biết lo làm ăn, lo gia đình chứ không có biết niềm vui là gì. Thì những đứa hỏi bà như vậy bà có thành đạt được không? Bà làm mẹ làm cha người ta, bà là cái gốc của gia đình, mà bà luôn luôn mang bộ mặt âu sầu nặng nề vậy, bà nghĩ con bà nó tốt được không? Con bà nó không bao giờ tốt đâu. Sao con bà tốt được? Bây giờ bà muốn con bà tốt không? Muốn. Trước nhất bà phải cởi mở tâm tư, bà phải biết cười. 100% quý vị nghe, một đứa con nít nó đi về nhà nó gặp cha mẹ nó vui là bản thân nó là đứa hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Còn nó thấy cha mẹ nó buồn, đó là sự đau khổ nhất của lương tâm nó. Nên cha mẹ vui là một cái gốc để cho con cái được phát triển tốt đẹp. Cha mẹ hạnh phúc là nghĩ về con cái, đó mới là thật sự là nghĩ. Còn nếu như cha mẹ mà sống với nhau chỉ cần đụng chạm nhau cái là ga tò kiện cáo, không nghĩ gì con, quý vị là người chưa đúng cái giá trị của làm cha mẹ. Chưa đúng giá trị của người làm cha làm mẹ đâu, chưa hiểu đâu. Nên khi vợ chồng mà đến với nhau nên hỏi nhau là anh có suy nghĩ làm cha như thế nào chưa, và em có suy nghĩ làm mẹ như thế nào chưa mà yêu nhau. Khi yêu nhau thì nghĩ về làm cha, nghĩ về làm mẹ đi, để chúng ta đặt vai trò trách nhiệm đi, để rồi chúng ta hãy đến với nhau là vợ chồng. Rồi chúng ta, em tính tình em là như vậy em, anh có chịu đựng được không? Rồi tính tình của anh là như vậy, anh nghèo như vậy, em có chịu đựng anh không? Em phải nhớ kỹ, anh có thể cao ráo ngon lành, có thể sống với em, có thể chăn gối được đó. Và anh là người cũng là biết cách chăn gối, nhưng mà đó không phải là cái hạnh phúc thật sự đâu em à.
vì một ngày nào anh cũng mệt rồi yếu đi, không lẽ em bỏ anh sao? Nên suy nghĩ cái trách nhiệm làm vợ làm chồng như thế nào để gây dựng hạnh phúc. Quý vị, đúng không? Sao nhận thức chỗ này đi? Nếu nhận thức được chỗ này thì sẽ đến với nhau làm vợ làm chồng và sẽ có trách nhiệm. Rồi chúng ta nên đặt vai trò là nếu con của mình nó xa cha xa mẹ nó sẽ như thế nào? Nếu đặt mình vào con mình có chấp nhận điều này hay không? Mình sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Tại sao mình làm cha làm mẹ đụng cái là mình đi chia tay, để mình đi kiếm mối tình mới, mình có nghĩ cho con không? Đó là thiếu trách nhiệm làm cha làm mẹ, không hiểu biết. Nhớ nghe quý vị, rõ ràng luôn. Trong cái xã hội phát triển này chúng ta lại thiếu trách nhiệm làm cha làm mẹ, phải không hiểu cho con như thế nào. Nên tại sao xã hội bây giờ nhiều tệ nạn xã hội như vậy? Vì ngay cái chỗ là cha mẹ không hạnh phúc, con buồn quá nên bỏ học và hư hỏng. Cha mẹ không kết hợp lại để dạy cho con đàng hoàng nên con mình bị hư đó quý vị à. Còn nếu như lỡ ai là người đã duyên nợ với chồng với vợ đã hết thì chúng ta hãy nghĩ về con, hãy đem toàn tâm tình cảm của mình để dành cho con, để cho con cảm thấy hạnh phúc mình vẫn còn có mẹ và có cha. Chúng ta đã trải qua cuộc đời có chồng, có vợ và có con, chúng ta đã hiểu biết được cái việc chăn gói như thế nào rồi. Không lẽ bây giờ chúng ta còn ích kỷ, chúng ta tìm sự chăn gói của bản thân mình để cho con của mình nó bị thiếu thốn tình cảm sao quý vị? Không lẽ chúng ta làm điều đó sao? Chúng ta tại sao không nghĩ về con của mình toàn tâm toàn ý? Con sống với cha với mẹ để có niềm vui đi, để cho con mình có điểm nương tựa và thấy mình vẫn còn có hạnh phúc. Con mình sẽ nỗ lực hơn khi nhìn thấy mẹ mình nỗ lực hoặc cha mình nỗ lực vì mình. Giống như bản thân những đứa có mệt cỡ nào, có cực cỡ nào đối với 2.000 người này, vẫn đặt vai trò vì 2.000 con người này có niềm vui. Mà những đứa phát triển được năng lượng của chính mình để đem năng lượng này chia sẻ cho nhiều người trong một ngày này. Sáng mở mắt ra những đứa giảng pháp 2 buổi, 8:30 những đứa giảng pháp 1 tiếng mấy, tu với vị tới 11 giờ mới xong. Xong từ bên kia chạy về bên đây nằm ngủ được một chút. Khi thức dậy phải giải quyết một số vấn đề. Từ một cấp mà ăn cơm, qua đây ăn cơm là 3 giờ. Nhà Đức qua tới đây 3:25, 3:30 là ăn cơm. Ăn cơm xong tiếp Phật tử luôn cho tới 4:45. Xong đi qua bên kia giải quyết mấy vấn đề của việc ở trong chùa. Và tranh thủ tới giờ này luôn là bận cái áo chạy qua đây nói chuyện với quý vị luôn. Xuyên suốt cái thời gian làm việc đầu óc, từ mà quý vị biết rằng là từ thức dậy 1:00 mà làm việc xuyên suốt luôn cho tới giờ này. Và xong chương trình này là 8:00. Quý vị cứ tính bao nhiêu tiếng đồng hồ xuyên suốt của một ngày, mà ngày nào công việc cũng như vậy hết. Vậy mà còn đủ năng lượng để chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe. Là vì sao? Những đứa cảm thọ được niềm vui của ý nghĩa của đời người quý vị à. Có được cảm giác đó đó. Nên những đứa mong rằng tất cả những người làm cha làm mẹ nếu nghe qua công đoạn này, hãy suy nghĩ trách nhiệm của mình đi quý vị. Đừng bao giờ ích kỷ về một cái việc niềm vui cá nhân của bản thân mình mà đá đổ đi một cái trách nhiệm mà để cho con mình nương tựa. Dù lỡ vợ chồng mình có chia tay với nhau, hãy nghĩ cái trách nhiệm của bản thân của chúng ta vẫn còn vai trò của làm cha làm mẹ. Khi còn chồng còn vợ bên cạnh thì chúng ta chia vai trò ra, anh làm cha em làm mẹ. Nhưng khi xa chồng chúng ta hãy gánh luôn vai trò của làm cha của một gia đình đi quý vị. Trong cõi đời này thằng nào là thằng đặc biệt mà nó dám về nó gánh trách nhiệm 3-4 đứa con của mình mà nó làm cha của con mình đàng hoàng và làm chồng đàng hoàng, trong khi chồng ruột thịt của mình mà nó còn không chịu gánh vác. Không chi cái thằng ở đâu trên trời dưới đất nó lỡ nó gánh vác cho mình. Hiểu không? Có khi nó lỡ mà nó túm luôn, nó đem đi sạch nhách, chiếm đoạt trái tim, lấy luôn của cải, tiền mắt mà tặc mang. Trời ơi là trời. Có khi đến mà nó còn vớt mình để thêm bụng nữa. Lúc đó mình còn gánh thêm bụng nữa. Thôi mấy chị ơi, mấy chị nghe thông minh đi mấy chị. Tôi nói thiệt cho quý vị, cả bản thân tôi nếu mà như ngoài đời tôi không ngu dại gì tôi đi nhào vô một cái bà đàn bà 3-4 đứa con tôi gánh đâu. Tôi ngu gì tôi làm điều này.
Nên mấy bà đừng bao giờ dạy nghe nó nói lờ ngọt ngào mà nghe lờ nó nghe chưa. Thì nghĩ đi, ai mà gánh làm bậy. Phải chi mà nó chỉ có một đứa con mà nó giàu thiệt là giàu kìa. Mình là vì tiền mình nhào vô để mà mình mà chuột sao hủ cám. Cái này mình đâu có gì đâu, mình nhìn lại mình đi. Phải người ta hưởng mình nhất thời người ta sẽ bỏ mình không? Rồi mang tiếng mang tay, rồi con mình sẽ mắc cỡ với người ta. Nên cái việc gì đã bước vô mà chưa sâu thì bước ra. Thấy không? Nên những đức sống ở trong chùa này mà với các cô, thì đức nói các cô gặp những đức là mừng lắm rồi. Gặp cái thằng đàn ông này là ngon lắm rồi, đừng có đi tìm nữa. Tìm cả cái nước này cũng khó tí, tìm được thằng thứ ba. Tôi bỏ số 2 đó. Hiểu chưa? Đâu mà tìm ra người đàn ông gì mà tỉ mỉ dữ quý vị. Hiểu chưa? Nên những đứa nói mấy cô trong chùa mà là hạnh phúc dữ lắm mới gặp tôi đó. Hãy cảm nhận điều này đi để đừng để mắt. Hiểu không? Nó nên là sống với nhau mà có tư tưởng có ý nghĩa. Còn người đàn ông lại có nhiều tư tưởng, làm việc lớn việc nhỏ được hết trơn, làm việc nhà hay việc ngoài được hết trơn. Thì thấy chưa, ở đâu mà tìm ra đàn ông như vậy. Thôi chúc quý vị an lạc nhé. Với đầu vợ. Rồi hôm nay sinh nhật hình như là 22 người nghe. Lên đây nghe. Chúng ta đồng niệm Phật chút quý vị ơi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Lấy mấy hộp viết ra ta. Hộp viết đem ra hết đi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Vì nhớ ngày sinh nhật của mình là ngày cha mẹ mình sinh mình ra trong cuộc đời này, mà cha mẹ lại rất là khổ cực vì mình, thấy không? Nên
Chúng ta đi đến đây nghe giáo dục còn niệm Phật gì, mình nguyện hồi hướng cho cha mẹ mình nếu như còn sống là cầu mong cho cha mẹ bình an, và chúng ta hồi hướng cầu siêu cho nếu cha mẹ mình đã chết đi, thì cái công đức này lớn dữ lắm, để mình tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ sinh thành. Bản thân chúng ta được thân người thì phải sống cho thật là tốt, sống ý nghĩa, đó là cái tâm nhớ ơn cha mẹ và đền ơn cha mẹ nghe quý vị. Nhớ nghe, ai với đà vợ. Nè phát mấy cái viết giùm đi. Ngày sinh nhật mỗi người cầm cái viết, viết những điều tốt đẹp nha. Người hai cây đi. À, chúng ta chắp tay hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh độ. Chùa chúng ta có lớp đạo làm con từ ông bà cha mẹ các cháu, và cháu về rất là đông. Về được niệm Phật, rồi nghe như Đức nói chuyện, rồi xong rồi ăn uống một chút, được làm lễ phóng sanh. Công đức này lớn lắm nha. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, nguyện cầu cho Ngài sức khỏe. Và đem công đức này hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ của các cháu và các cháu, nhất là các cháu nhỏ nha. Về chùa mình các con nhờ có phước, mà cháu nào mà giống như bệnh đồ, ăn không ngon, ngủ không yên, nguyện Tam Bảo gia hộ cho các cháu, các cháu sẽ được khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ yên. Nhờ công đức phóng sanh mà chuyển cái nghiệp các cháu, sau này các cháu khỏe mạnh, thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn, biết nghe lời cha mẹ nghe. Rồi nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho cụ Quyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai. Về đây cũng có những người mang nghiệp phá thai, các bé vì nghiệp phá thai, các con thích ở chùa cứ ở chùa, mỗi ngày đều được cúng thí thực, có sữa cho có con dùng, và được nghe những đức giảng rồi niệm Phật hồi hướng với các con để có con được siêu thoát. Nên buông cái tâm hận thù đòi nợ và hồi hướng cho tất cả những người trong gia đình mình mắc mà chưa được siêu thoát, và tất cả chúng sanh chết chưa được siêu thoát đều được hồi hướng công đức này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Các con nhớ nha, mình được làm lễ phóng sanh này, mình không có mà giết ruồi, muỗi, kiến, gián nghe, con vật nhỏ mình không giết nó, vì nó muốn sống các con, cũng như mình muốn sống. Ai mà đánh mình đau không các con? Người ta đánh mình đau đúng không? Vậy thì mình giết nó sẽ đau nghe chưa? Mình sẽ bị mang tội, nhớ kỹ. Nên con muỗi nó lỡ nó chích mình không cho nó hút máu thôi, đuổi nó đi, đừng giết nó. Giết nó mình sẽ mang tội sát sanh, nhớ không? Giờ chúng ta đọc Tam Quy Y này các con. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Bây giờ chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim này các con. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc ông bà cha mẹ các cháu và các cháu luôn luôn an lạc vui vẻ nha.